Theo như Wiki Blood Fruit thì chúng ta có đến 16 màu Haki. Và ở trong số 16 màu Haki này thì chúng ta loại trừ ra hai màu Haki, đấy là Aquamarine và Light Pink, là hai màu Haki Limited. Có lẽ là hai màu Haki này chỉ xuất hiện khi mà có sự kiện mà thôi. Và trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử thách 24 giờ cùng nhau đi tìm tất cả các màu Haki ở trong Blood Fruit. Tất cả các màu Haki ở trong Blood Fruit thì không có một cái chức năng gì hay là hiệu ứng gì để tăng thêm sát thương cả, để mang lại tính cân bằng cho game. Tuy nhiên là ai mà chả thích những cái màu mè hoa lá hẹ, đúng không anh em? Và mình cũng là một người không phải ngoại lệ. Có 3 cách để mà chúng ta có thể sở hữu aura của Haki. Đầu tiên, đấy là chúng ta có thể nạp tiền như một thằng điên vào trong Blood Fruit và mua toàn bộ số Haki đấy và chả cần làm gì cả. Còn nếu như bạn không có tiền giống như mình, chúng ta có một cách thứ hai. Mỗi server sẽ có một con NPC tên là Master of Aura, cứ 20 phút là nó sẽ random đổi chỗ một lần tại C2 và C3. Và cách thứ ba là anh em có thể nhập cốt thịnh sói ở shop thịnh tụ roblox.com. Biết đâu anh em có thể mua được một con nick mà nó có full aura thì sao, đúng không? Quá easy. Và đây là cái shop mà bán Robux, Game Pass, vân vân và mây mây do chính mình đứng ra để đảm bảo cho anh em nhé. Và trước khi bắt đầu thử thách thì mình xin các bạn bỏ ra 3 giây để có thể bấm vào nút like, nút subscribe cũng như là anh em có thể chia sẻ nếu thích để ủng hộ mình nhá anh em ơi. Còn bây giờ thì let's go. Trong khi lúc mà chào các bạn và có cái intro này thì chúng ta đã tìm được Master Aura. Ok, và người đầu tiên. Rồi, ok, mình sẽ mua. Và để xem bật lên nó sẽ ra màu gì nha anh em. Wow. Đây là Haki màu hồng. Được rồi, thế là chúng ta đã có màu hồng. Mình nhớ không nhầm là mình cũng đang có sẵn một cái Haki, đấy là Haki màu xanh nữa anh em ạ. Sau khi mà mình chờ thêm 20 phút thì có lẽ là cái ông Master of Aura đấy đã xuất hiện, spoiler, một đâu đó ở cái điểm rồi. Thì theo như mình tìm hiểu ở trên mạng cũng như là một vài cái điểm mà mình nhớ ấy, thì đầu tiên đấy là cái vị trí mình vừa mua, ở vị trí thứ hai là ở cái vị trí mà anh em mình vừa đứng luôn đó Fanny, thì là không có rồi. Đó, còn vị trí thứ ba là anh nhớ không nhầm, đấy là cái đảo, anh không nhớ tên nhé, mà nó là cái đảo mà có con boss Smoke ấy, có ông đại tá Smoke ấy, quên mất tên rồi ấy. Đúng rồi. Nó là ở đảo, nó ở đảo này nha anh em. Và hình như là nó ở phía bên trên kia. Có không? Ok. Đó, và đây là vị trí thứ ba nha anh em ơi. Ok. Nào. Ui giời ơi, lại là regular anh em ạ. Tại sao không phải là một cái legendary nhở? Ui, con này mình có rồi anh em à. Cái con này mình có rồi, thế nên là mình không mua được nữa. Đó, nó chuyển này. Ui. À đâu, hình như không phải. Mình... Đây là một màu Haki màu xanh. Xanh này thì nó cũng không... Nó hơi blue nhưng mà nó xanh nhạt anh em ạ. Màu này thì cũng khá là đẹp. Nhưng mà mình đang hướng đến một cái màu mà cái màu legendary anh em ơi. Mình thề là mình chưa có một cái màu Haki nào như thế cả. Ok, và đây là cái điểm spoil thứ ba. Và cái điểm spoil thứ tư nếu mình nhớ không nhầm là ở đảo băng, ở cái lâu đài mùa đông ấy. Và một điểm nữa đấy là đảo đầu lâu. Và một đảo nữa, điểm thứ sáu là đảo gì nhỉ, anh quên mất rồi. Sau khi mình đợi khoảng tầm gần 20 phút thì thằng cha Master Aura này, hắn vẫn đứng ở đây, vẫn cái đôi mắt xa xăm ấy nhìn ra phía ngoài biển xa ngoài kia. Không biết ông ấy nhìn cái quần què gì, nhưng mà ông ấy đứng đây 20 phút rồi ông không mỏi chân à? Và nếu như mà mình nhớ không nhầm thì ông này sẽ đứng ở đây cho tới tầm 20 phút. Và sau đó ông ấy sẽ đi đến một địa điểm khác random trong 6 điểm mà mình có vừa có nêu ở trên á. Thì khoảng tầm 1 tới 2 phút sau thì ông ta sẽ xuất hiện random ở đó. Và mình sẽ nhờ thằng em mình tele random đến các điểm đó để check xem thằng cha này có mặt ở đâu. Và mình sẽ tiếp tục hành trình để săn tìm legendary aura của mình. Và mình sẽ cố gắng để mua hết tất cả các aura có thể mua được trong cái video ngày hôm nay. Và để xem nào, nếu như mà chúng ta không dùng tiền để mua và chỉ đi săn Master Aura thôi ấy, thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu lâu thì sở hữu được hết cái màu Haki nhá. Lâu đài tuyết đi em ơi. Mình sẽ test qua thử qua cái địa điểm đấy coi có ông đó ở đấy không. Đây, thường thì ông đấy sẽ xuất hiện ở vị trí mình nhớ là cái Haki đầu tiên mà mình mua được ấy, cái màu cam cam mà mình hay dùng anh em, nó ở đây nè. Nhưng mà không có rồi em ơi. Thường thường là thằng cha này nó đậu ở đây anh em ơi, nhưng mà nay thì không thấy rồi. Đi, chúng ta đến điểm khác đi. Lý do mà mình cần thằng em mình tele đấy là vì một YouTuber nghèo anh em ạ. Một YouTuber nghèo không có tiền để mua trái. Thế nên là mình đang kiểu mình tận dụng những cái trái mà kiểu ông Akira gift cho mình để mình ăn ấy. Thế nên là mình cần người để ship mình đi. Điểm tiếp theo là ông ý ở gầm cầu thang này nhưng mà không có luôn rồi. Điểm tiếp theo. Không có ở đây luôn rồi.
Còn một điểm nữa đấy là ở bên phía bên kia anh em ạ. Ở phía bên kia kìa. Nhưng mà phía bên kia mình nhìn hình như cũng là không có thì phải. Hình như nó chưa xuất hiện cái sau. Đây nếu như mà... À đây 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 đây. Đấy, không có ở mấy điểm kia thì chắc chắn là sẽ có ở một trong số 6 điểm. Và bây giờ thì để xem vận may của mình có tốt hơn vừa nãy hay không. Nào. Ờ, nó lại là regular em ạ. Và đây là màu soda, màu cam à. À rồi anh em ơi, cái màu haki này mình tưởng là cứ bấm haki là nó sẽ đổi sang cái màu haki đấy cư. Nhưng mà không phải anh em ạ. Thì thực ra là cái màu oran soda này hình như là cái màu haki mà đầu tiên mình mua được ở đảo tuyết lần trước. Ok. Và có vẻ như là nó không được may mắn cho lắm. Bởi vì haki này mình có rồi. Sao? Chúng ta sẽ lại phải mất tầm 20 phút nữa để gặp một ông tiếp theo. Vị trí mà nó có thể xuất hiện đấy chính là ở gầm cầu thang của con tàu ma. Thì đây, ông già đã xuất hiện ở đây rồi. Để xem nào, đây sẽ là aura màu gì và mình đã có chưa anh nha. Yellow Sunshine và vẫn là regular anh em ạ. Nó không phải là một màu legendary mà mình đang tìm kiếm. Ok, và 1.000 năm để em xem mình sở hữu chưa nhá anh em nhá. Được rồi. Và mình đã mua với giá 1.000 năm fragment. Yep. Và yeah, mình đổi qua luôn. Đổi cho anh em xem nhá. Chúng ta sẽ được phủ một cái màu haki màu vàng. Một cái màu vàng như thế này thì mình nghĩ là kiểu cầm theo trái ánh sáng hay là gì gì đó thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều ấy. Cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái mà mình đang mong chờ là một cái haki legendary các anh em ạ. Cái này nó không phù hợp với bản thân mình. Mình phải phù hợp với những cái gì đấy, nó giá cả nó phải cao hơn, giá cả leo thang. Được rồi, đi thôi. Let's go. Đây rồi. Nó lại quay lại đây các bạn ạ. Trời ơi, làm mình cứ đi tìm mãi. Nào. Legendary. Ây à. Regular các bạn ạ. Và lần này là màu Green Lizard anh em ơi. Hình như là nó là một màu xanh nhạt anh em ạ. Ok, và mình mất 15.000 1.500 fragment tiếp. Và để im xem cái màu này có đẹp hay không. Theo như mình nhìn và đánh giá khách quan thì nói thế nào nhở? Nó kiểu nó vừa, nó nửa nửa màu vàng, nó nửa nửa màu xanh ấy mọi người. Nó gọi là màu xanh nõn chuối ấy. Hát tệ. Màu này không đẹp, tôi đánh giá là không đẹp các bạn ạ. Ui. Thế anh ngồi anh chờ anh ngủ gật mẹ luôn ạ. Vãi lùi thật. Đúng, em cũng vậy lắm. Anh vừa ngủ gật cái luôn mà. Cay thật sự ạ. Đây rồi, đây, trong này. Nào. Đây. Nó không ra các bạn ạ. Mình đang nghĩ đến một cái trường hợp đấy là mình có lên đi lên C3 để có thể gọi là săn ông này không. Và không biết là ở trên C3 cái tỷ lệ ra Legendary nó có cao hơn không. Chứ nãy giờ thì mình cũng gặp kha khá lần rồi. Tuy rằng mình cũng có mua được những cái haki mà mình chưa có. Nó cũng khá là ok, khá là bỏ thời gian ra thì cũng xứng đáng thôi. Nhưng mà mình muốn mua những cái haki mà nó huyền thoại anh em. Rồi, chúng ta có một màu haki mới. Mình không biết tên tiếng Anh. Cái Plum Perlay kia là gì thì mình không rõ. À, nó là màu tím các bạn ạ. Ok. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ chờ thêm nốt một cái turn nữa đi. Sau đó là mình thử lên C3 anh em nhá. Đây sẽ là màu haki gì đây? Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy... Oh my god. Mình đang định nói là liệu chúng ta có thể bấm... Mình đang định nói là liệu chúng ta có thể tìm thấy màu Legendary không? Thì mình lỡ bấm tay vào và đó là regular. Yup, và đây là Slimmy Green. Hình như là mình có haki màu này rồi. 1 hour later. Ngồi 3 tiếng đồng hồ thì mình mới thấy ông này xuất hiện ở trên đảo Đầu Lâu anh em ạ. Và cùng thử xem là xuất hiện ở trên đảo Đầu Lâu thì có tỷ lệ ra Legendary không nhá. Tại vì nãy giờ ông ấy toàn xuất hiện ở mấy cái chỗ kiểu như là bến cảng này, bến tàu, đảo băng rồi là ok, và cùng xem may mắn có đến với mình không nha anh em ơi. Nào. Oh my god. Nó vẫn là regular, nhưng mà lần này thì tên của cái haki aura này nó tên là Absolute Zero. Mình không biết đọc thế đúng không, nhưng mà yes sure. Chắc chắn là mình có một cái màu haki mới rồi anh em ạ. Nào cùng xem nó là màu gì nhá. Ok, nó là màu xanh các bạn ạ. Thực sự thì mình không thích cái màu xanh này cho lắm. Mình là một người khá là thích những cái màu nó nổi bật cơ. Còn màu xanh thì không, no. Ok, dù sao thì
cũng sở hữu nó bằng Fragment mà không phải là mất Robux thì nó cũng đã là rất là ok rồi. Còn may mắn chán hơn là cái việc mà chúng ta tìm được một cái Aura Haki mà mình đã sở hữu rồi, và mình lại được cộng thêm một máu Haki nữa vào bộ sưu tập full Haki của mình ở trong Blockfruit. Và để xem là ông này sẽ bán Haki gì. Có phải là một Haki huyền thoại hay không? Nào, hãy cho tôi biết đây có phải là Haki huyền thoại hay không? 7.000 lần trai anh em ơi! Negenberry! Oh my god! Snow White! Snow thì mình đếch biết, nhưng mà White thì chắc chắn là màu trắng rồi. Negenberry anh em ạ! Ui! 7.000 lần trai huyền thoại! Nào, để em tắt thử đi xem nào. Ui! Anh em thấy không? Nó phủ một cái màu trắng ấy. Đẹp vãi nồi ạ. Ok, và chúng ta đã có thêm một màu Haki nữa ở trong bộ sưu tập của mình. Đây là màu Snow White, một màu Negenberry. Ok các bạn ơi, và mình vừa phải đi rửa mặt để cho tỉnh táo. Và chúng mình cùng lên C3. Mình đã ở C2 quá lâu rồi. Để xem là trong vòng 24 giờ thì chúng ta có sở hữu được full tất cả các aura của Haki hay không. Và không phụ lòng một chờ đợi của mình thì mình đã sở hữu được một chiếc Haki Legendary. Đấy là cái Snow White, tức là màu Haki màu trắng anh em ạ. Mình cũng đã treo cái server được khoảng tầm 20 phút rồi. Ở đảo phụ nữ thì thường là Colorman sẽ có một cái vị trí đứng là ở trong kia thì phải. Có phải ở đây không? Rồi, cũng không phải ở đây luôn. Không có ở đây anh em ạ. Liệu rằng ông ta đang trốn ở đâu nhỉ? Đâu đó, hình như là ở góc nào quanh đây nà. Hình như là sau nhà này, đúng không? À đây rồi! Thật là khó hiểu. Một thương lái, một lái buôn, một người mang tới những cái màu sắc LGBT, à quên, cái gì? RGB, LGB à? À không, ừ. Mà lại đi trốn thui trốn đuổi ở trong này để làm gì hả anh Giai? Nào! Liệu rằng đây có phải là một aura legendary hay không? Yo! Oh my god. Plum play. Cái aura này hình như là mình có rồi anh em ạ. Hay à, 1.500 fragment. Yup, mình có rồi anh em ạ. Bỏ qua tay tiên này thôi. Nào, và để xem là lần này thì ông ấy có ở đây không? Chứ cái đảo rùa này thì hình như là nó có mấy điểm spoil lận. À đây rồi. Hello, what's up? Chúng ta lại gặp nhau. Nào. Bây giờ Legendary được không? Tôi chỉ còn 3 cái aura nữa thôi. Đấy là màu vàng cam, màu đỏ và màu hồng. Còn lại tôi không cần những thứ khác. Thực sự bây giờ ông thương tôi. Nếu như mà ông thương tôi thì cho tôi cái Legendary đi. Bright Yellow, tức là màu vàng đúng không? Và yep, mình sở hữu thêm một cái Haki nữa. Và nó là Haki này. Ok, và mình nghĩ là em ơi, Nào đi. Ở đây mà không có thì ôi giời ơi, anh đang định bảo ở đây mà không có thì mình đi đảo khác. Ông ấy đã thề luôn. Thằng trai nó chuyển địa điểm từ bên kia, nó chuyển sang bên này ạ. Nào, tôi còn thiếu 2 Haki nữa thôi đấy ông già. Ra gì nào? Thôi bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì nhá. Đây. Úi trời ơi, thì đang trốn ở đây. Tìm ông mãi. Nào. Cầu trời. Negenberry. Tôi bắt đầu có cảm giác là hết kiên nhẫn với cả cái ông Master of Aura này rồi. Khi còn ở C2 ấy, thì mình đang kẹp 2 nhiệm vụ, 2 clip vào trong một. Đấy là vừa đánh tìm Kiro đen và vừa dành thời gian ra để tìm Aura. Thì nó khá là tiện cho mình. Nhưng mà khi lên C3 ấy, thì mình đang gặp một cái vấn đề anh em ạ. Đấy chính là mình đang mất kiên nhẫn và mình không thể nào còn thời gian để mà chờ 20 phút nữa. Bởi vì thời gian đang thúc vào đít mình rồi anh em ơi. Và mình đang có một cái suy nghĩ, đấy là mình sẽ nhảy qua các máy chủ khác và mình sẽ đi tìm. Tuy nhiên là gì,
Nếu mà nhảy qua các server khác ấy, mình sẽ không thể nào chờ thằng em mình nhảy vào để ship mình đi được. Đây sẽ là quyết định của mình và mình sẽ ăn trái proto anh em ạ, và mình sẽ bỏ một thời gian ra để đi farm mastery cho trái này. Ok. Nó sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng mà đoạn này mình sẽ skip luôn cho anh em. Ok, và yep, vừa tròn 200 các bạn ơi. Để mình xem nào. Mình cũng thật sự này với các bạn là mình cũng chưa sử dụng trái proto bao giờ. À rồi, bấm chữ C là chúng ta sẽ được tele đúng không? Táo đại biển này. Ok. Ok nhá, chào tạm biệt thằng em, anh đi đây. Mình thề với các bạn là nó bị một cái vấn đề ấy, là nếu như mà đi sang mấy cái server này ấy mà bị mấy cái người ta kiểu như là người ta phá ấy, thì sẽ khá là mệt. Cây đại thụ đúng không? Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đã sang ra server thường rồi ấy, thường thường là sẽ bị một cái vấn đề, đấy là gặp mấy dân chơi đi săn bounty sẽ đánh các bạn, sẽ khiến các bạn mất thời gian hơn. Cái tỷ lệ xuất hiện ở cây đại thụ nghe vẻ rất là ít sao ấy. Không ạ. À đây. Trời ơi, vừa nói là tỷ lệ rất là ít xong thì hắn ở đây anh em à. Ok. Nào. Negundary. Úi giời. Heo quay là gì, mình có chưa? Ok, và mình chưa có luôn mà. Heo quay nè. Mà màu cam đỏ à? Ok. Chấp nhở. Đây đúng không? Wow. Thế là chúng ta đã rút xuống còn 2 Haki. Đấy chính là 2 Haki Legendary màu đỏ và màu hồng. Được rồi các bạn ơi, với cái tỷ lệ siêu hiếm để mà spoil ra được Aura Legendary thì mình nghĩ là nó phải nhân phẩm cực kỳ hên. Đấy là chưa kể ngày hôm nay mình đã random ra được một chiếc Aura White Snow, và mình nghĩ là mình cũng đã khá là may mắn rồi. Thử thách 24 tiếng để tìm hết 14 Haki quan sát ở trong Black Fruit, mình nghĩ là mình sẽ phải dừng lại ở đây thôi, có lẽ là thất bại. Bởi vì sao? Mình đã chuyển qua rất nhiều server rồi và mình tự treo ở server riêng cũng gần như nó không hề xuất hiện. Để tổng kết lại, đầu tiên chúng ta có màu Orange Soda, màu Bright Yellow, màu Yellow Sunshine, màu Slimy Green, màu Green Lizard, Blue Jean, rồi là cái màu tàu lao từ lưa gì mình không đọc được, đấy là màu tím. Tiếp theo nữa đấy là màu cũng hồng hồng, cam cam đỏ đỏ gì đó, và màu Heatwave
Ok, và màu xanh. Và chúng ta có một Haki Legendary, đấy chính là Snow White. Thực tế thì chúng ta còn hai màu Legendary nữa mà mình chưa sở hữu được. Nhưng mà mình phải từ bỏ thôi các bạn ơi, tại vì thử thách 24 giờ của mình đã kết thúc rồi. Tại vì sao? Mình đã dành rất nhiều thời gian để cho cái video này nhưng mà nó đã thất bại. Mình đã chuyển đâu đấy khoảng tầm hơn 100 server. Tức là mình chuyển qua chuyển lại phải tầm 100 đến 200 lần anh em ạ, nhưng mà không hề ra. Cái tỷ lệ ra của nó quá khó. Cũng một phần là do mình xui và đen đi. Và ở đây chúng ta vẫn có thể khắc phục những cái lỗi đen và xui đó bằng cách là chúng ta mua rô bằng Robux anh em ạ. Hai cái aura Legendary cuối cùng này chúng ta đều có thể bù đắp lại bằng tiền mặt. Nếu bạn là người yêu cái đẹp, ngại cày cuốc thì bạn hãy nạp tiền vào, chỉ 400 Robux thôi. Nhưng mà mình sẽ không mua bằng Robux anh em ạ. Và mình sẽ để đây, biết đâu một ngày nào đấy mình random ra thì sao. Hoặc là có thể ngày mai mình sẽ vui vui và mình nạp tiền vào. Và cái video này của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video này và đừng quên để cho mình một like, một subscribe cái channel này của mình. Và nếu như anh em đang có nhu cầu mua Roblox hay là mua Game Pass, anh em vào ngay thịnhtuấnroblox.com, có thể nhập code thịnh sói để giảm full tất cả các mặt hàng ở trên shop của mình 10% nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. See ya.